bạn ấy có gửi lá số về và hỏi một câu rất đơn giản có nghĩa là trong đại vận kế tiếp này thì bạn ấy có học được tử vi không thì để trả lời câu hỏi của bạn ấy coi như là lời chúc mừng sinh nhật thì anh lấy lá số ra đây thì em sẽ là người mệnh vô chính diệu mùa triệt ăn được các sao như thiên hình thiên khóc thái tuế đại hao thường thì những người mà có sao thái tuế ở mệnh thì luôn luôn có tứ linh đi chung mà khi mà mình có tứ linh thì chắc chắn những cái môn huyền học thì học được rất là đơn giản nên nhìn vô hỏi em học được hay không thì chắc chắn em học được và em học rất là giỏi nhé tại vì em còn có sao thiên hình với thái tuế đóng chung với nhau ở trong cung mạnh thì hai sao này cũng thiên về thờ huyền học và học được các môn học huyền bí thì năm nay đi thế hạn Đưa một cái đại hạn mới là 34 tuổi thì em lại về cái hạn gặp sao Thái Dương, Ngộ Địa Không, Ngộ Lộc Tồn Thì gì thì gì Gặp Thái Dương thì chắc chắn là mình học sẽ rất là giỏi Và mình có khả năng nghiên cứu về môn học này rất cao Thêm nữa là có Lộc Tồn, Lộc Tồn nó cho mình sự sáng dạ Thì ở đại hạn này có nghĩa là một đại hạn rất là tốt Ngoài việc học ra thì em còn đạt được khá là nhiều thành tiệu đấy Mà nhất là mình khi mệnh về đây mà Mình Ngộ Địa Không đóng mình là mệnh hỏa, gặp sao Thái Dương, thấy địa không, sao Lộc Tồn thì hạn này có nhiều cái tiếng vang đấy. Nhất là về cái cái ở cái cung này là cung hỏa nữa, là chánh, chánh ngọ đấy. Là năm nay phát, năm nay sẽ 10 năm này sẽ có tiếng vang đấy. Có sự nổi tiếng đấy. Nhưng mà cẩn thận như mình ăn địa không, nên phải lo cho mình kể cả sức khỏe, những bệnh về mình đau đầu hay gì đó thì ngoài việc học gia đình còn bị những thứ đó và em kỳ này là là có sự thành tựu lớn đấy những cái mà chính ra là mình được thừa hưởng từ gia đình về của cải về điện sản thì lúc này là nó phát đấy thì được mà nó học được hay không thì hạn này học rất là tốt là anh khuyên nữa là vì mệnh của mình là ăn thiên hình thái tuế hộ sông hao bản chất của mình là rất thích buôn bán làm ăn kinh tế nhưng mà thường thì mình có sao thiên phủ hộ khách nhiều cách tinh thì mình nên phát triển trong một cái gì đó có sẵn có nghĩa là một cái công ty gì đó mà gia đình làm ăn lên có sẵn rồi mình phát triển nó lên thì tốt trong cục hạn nhiều hơn vì em không có sao lọc với lại thêm nữa là cái cung thân mình cư vô thì mình ăn sao liêm trinh thì liêm trinh là hình nó có là tù mà đối cung thì có kình dương mà mạnh mình có thiên hình thì em cần có học thêm một vài môn về bên pháp lý về bên quản trị về pháp lý ấy, thì nó tốt hơn nhất là học về luật thêm một tí về luật hay gì đó hoặc là làm cho công ty gì đó mà có tính chất liên quan tới luật thì nó đốt hơn nó tới cho cái hạn sau này của mình vì dù sao mình có ăn có liêm trình thất xác mà mình ăn hạn điếu khách nên nên cẩn thận những thứ mình ăn chơi không lành mạnh nó sẽ đưa mình tới vấn đề lý do pháp lý hơi nhiều thì đó là cái phần nên trả lời cho câu hỏi là em học được tự bi không thì em sẽ học được tự bi và học rất là giỏi chứ không phải thường đâu trong 10 năm này chúc mừng nhé, ok, xin phép hết. <laughs> Cảm ơn bạn Phi nha. Chào lại các bạn yêu tử vi. Chào em Trịnh Sam. À, đáng lý là cái ngày hôm nay là theo chương trình là sẽ không có bài. À, nhưng mà tình cờ cách đây khoảng vài tiếng trước thì đọc được một cái lời nhắn, một cái lời nhắn rất là dễ thương của cô Trịnh Sam này. Thì cô em gọi nói rằng là chị ơi, hôm nay là cái sinh nhật của em, em mừng quá. Um, mong được một lần hữu duyên là chị Rosie cho em biết cái đại vận năm nay của em với một cái nữa là em có học tử vi được hay không rất mong là đây là cái món quà sinh nhật cho em năm nay thì dĩ nhiên là khi mà chị đọc cái câu nói mà dễ thương như vậy thì làm sao mà chị từ chối được ngay lập tức là chị lấy cái phone ra chị bấm cái cái câu hỏi của em gửi cho bạn bạn Phi cùng lúc đó là cũng gửi cho chú Lê Đức và hai người rất là hoan hỷ trả lời cái câu hỏi của em ngay. Thì coi như đây là một cái món quà um, của cái ngày bất đề tặng cho xem. Ok. Thì bây giờ để chị lấy cái lá số của xem ra. Ok thì đây là cái lá số của em Trịnh Sam. À thì cái từ Sam á tiếng Việt Nam mình tiếng Anh họ gọi là xem nha cho nên là nhiều khi chị cũng hay lộn chị gọi bỏ xem là như vậy. Ok. Thì cái lá số của Sam á đầu tiên mình phải nói cung mệnh của em trước. Cái cung mệnh của em là một cung mệnh rất là đặc biệt Mà chỉ tiếc một điều là nó gặp triệt thôi Chú Lê Đức cũng có nhắc cái phần này Có nghĩa là um, lúc trước chị có nói đến cái lá số của uh, ngài Lê Thái Tổ Là vua Lê Thái Tổ đó các bạn Thì ngài có cái cung mệnh đứng tại cung thân Mà ăn được con bạch hổ Mà ông là người mệnh kim Còn em Sam á, là người mệnh hỏa Mệnh đứng tại cung mão À, mà mình lại có thiên hình có thái tuế có đại hao toàn là những cái bộ sao mà nó thuộc nó hợp với cái hành của mình mà đắc địa hết à, chỉ tiếc một điều là nó gặp chuyện nó phá cái cách của em đi thôi chứ không đây chú là đức gọi dùng cái từ là cái lá số của một vị nữ anh thư anh thư có nghĩa là một cái người người ta thông minh một cô gái giỏi giang xinh đẹp mà là một cô gái có cuộc sống sung túc mà cuộc đời bình an ấy, là cái từ anh thư là như vậy À, nhưng mà rất tiếc là nó gặp nó gặp chuyện nó phát cách của em đi thì nó ổn à, chứ không là cái lá số em rất là ngon nhưng mà kiểu gì thì kiểu ở cái năm sinh của em là cái năm đinh mão thì khi chúng ta nghe đinh mão là chúng ta biết đây là cái người họ gặp nhiều cái may mắn trong cuộc đời của mình rồi đầu tiên mình nói cái cái hạng trước đi ha ok giống như câu hỏi của em thì cái hạng đầu tiên mình nói cái hạng bước đầu đời của mình là hạng bước vào cung thần cái lá số cô này hay lắm các bạn để ý nè khi mà em bước vào cái cung thình đầu tiên thì đây là cái đại vận thiên không nhưng mà sao em lại gặp được tam hóa hóa quỳ đóng cung phụ mẫu hóa khoa hóa lọc đóng cung nô tam hợp về tại đây là người người can đinh mà ừ. thì lúc này các bạn thấy không khi mà thiên không mà gặp tam hóa thì sao có nghĩa là trong cái bối cảnh cuộc đời của mình ở những cái hạng đó trong gia đình bố mẹ dù có những cái gì nó khó nói có những cái cuốn kinh khó đọc nhưng mà người ngoài vẫn không có thấy được cái đó ở bên trong có khổ có ăn mì gói nó chỉ nói gì đó, ví dụ nha hoặc là có bất cứ chuyện gì đi nữa thì kiếp bề ngoài của mình vẫn có những cái uy tín mình vẫn được cái vỏ bọc của tam hóa là mình ăn nhờ được nghĩa là cái cái tam hóa nó giúp cho mình như vậy mà ở đây nó là cái cung phụ mẫu cho nên kiểu gì em cũng được bố mẹ gọi là Lo cho mình ở cái hạng đó mình cũng không có tới nỗi nào mặc dù vừa bước vào đời là gặp thiên không liền à, thì đây nó gọi là cái cái sự gọi là được cái sự vỏ bọc của bố mẹ dù là hạng thiên không nhưng vẫn được tam hóa nó nó chiếu về đó là cái rất hay ở cung thình rồi bây giờ bắt đầu mình nói đến cái hạng kế tiếp của em là hạng bước vào cung tị thì mình là người mệnh vô chính diệu thích nhất là được gặp sát phá liêm tham em gặp ngay cái bộ vũ phá ở đây Hai không mà em này còn ăn được cái địa lợi nữa có nghĩa là mình là người mệnh hỏa cung tỵ nó là cung hỏa mà có rất là nhiều những cái bộ sao hỏa nằm trong đây ví dụ như là thiên mã linh tinh đắc địa phá toái quan phủ là toàn những cái bộ sao nó hợp với cái hành của mình chưa kể nha là em là người thân cư phu mà có điếu khách tan tế điếu mà thiên mã này nó hợp hành với mình cho cái cô gái này họ nói chuyện rất là hay Mặc dù chị chưa nghe giọng qua em Nhưng mà chị chắc em là cái người có cái tính rất là thông minh Thuyết phục người khác nói chuyện rất là hay Biết ý, biết tình, nói chuyện người ta nghe thích lắm đó Tại vì con thiên mã trong cái tham hợp này nó hợp với mình Cho nên cái hạn về cung phúc cũng không có tệ đâu à, Rồi đến bắt đầu bây giờ em hỏi đến cái hạn kế Có là cái hạn bước vào cung điền Có con sao thái dương mà đi chung với địa không em lại ăn được cái địa lợi thứ hai nữa là tại vì cung ngọ nó cũng là cung hỏa mà mình cũng là mệnh hỏa luôn mà về đây lại gặp địa không địa không nó hợp hành với mình thái dương nó cũng hợp với mình có nghĩa là con sao chính tinh ở đó về cái tính chất nhân hòa nó hợp với mình nhưng mà gặp địa không thì sao địa không khi nó nằm ở cung hỏa các bạn nghe lại cái phần đầu bạn phi có giải thích đó mình có nói cái này ở những cái bài trước rất nhiều là khi con sao địa không nó nằm ở cung hỏa nó tạo được một cái cái tiếng vang ở cái vận đó cho nên cái hạn này, cái đầu tiên chị nói á, Tại vì nó gặp địa không ở đây mà trong cái tam hợp mình phải đọc ra nè Nó có thiếu âm, có nghĩa là trong cái hạn này em về em gặp gọi là thiếu âm Long đức trực phù Là mình thấy mình hơi bị dại rồi đó nha à, Rồi có thiên tài, có lộc tồn ở đây mà lọc tồn mà đồng cung với không kiếm, ha, à, Cái là địa không, đấy Thì cái đầu tiên là nó sẽ có một cái sự bực mình gì đó Nó gây một cái việc gì hoặc là mình bị phá đám, bị gạt, mình không phát huy được. Mà chủ về là nhiều khi do cái tính nhẹ dạ của mình mà bị người ta lừa. Thì cũng như là chú Lê Đức có khuyên đó, là em coi chừng về vấn đề tài chánh phải thật là kỹ. Dễ bị mất tiền ở cái hạng từ 34 cho đến 43. Không nên làm ăn nhiều. Ở cái hạng này không phát triển nhanh được. À mà có một cái là khi em vào cung điền mà lại có thái dương đi chung với địa khống đây thì tự nhiên nó sẽ cho mình một cái thôi thúc ở trong lòng của mình về vấn đề bất động sản tự nhiên mình muốn mua nhà mua đất mua địa ốc muốn làm kinh doanh cái kiểu về cung điền mà có những cái bộ sao như vậy thường nó hay có những cái biến đổi trong cuộc đời ở những cái hạng tự nhiên nó làm cho mình muốn có cái đó thì ở hạng này chị chỉ khuyên là tránh làm những cái gì mà tin tưởng người ta về tiền bạc á, em phải chú ý dễ bị dụ tại vì là thiếu âm á không đó thì không phát triển nhanh ở cái đại vận này được nhưng mà kiểu gì thì kiểu cái đại vận này em vẫn tạo được một cái tiếng tâm gì đó đó là trả lời cái đại vận cho em rồi để nói xa luôn hơn chút đi kể về cái cái lá số cô này về cái hạng rất là hay Rồi bây giờ em đi qua cung 44 Là em về cung quan Cung quan đẹp quá rồi Về đây là gặp Thái Tuế Thấy không? Là em ăn được cho nên nghĩa là cái hạng từ 34 Cho đến 43 là em làm cầm chừng thôi Cẩn thận và tài chánh Tại vì có có lọc tồn mà đi chung với địa không đó Chị nói nãy á Là không có đưa tiền cho ai giữ kỹ Để dành có cái hạng 44 Thành công nha Rồi bây giờ đi đến hạng 54 Các bạn thấy gì đây? <laughs> cái hạng này hay lắm Cái hạng này là cái hạng gọi là tuyệt xứ phùng sinh đấy Tại vì cung này là cung kim Đúng chưa? Rồi lúc này kim nó sanh cho thái âm là hành thủy Có nghĩa là cái cung đó là cung kim Kim sanh cho thái âm thành thủy Rồi thủy nó lại sanh cho con sao thiên cơ là hành mộc Kim sanh thủy, thủy sanh mộc Rồi mộc nó lại sanh cho cái mệnh của mình Chính là mệnh hỏa Thì đây nó gọi là cái cách Em về cái đại vật 54 là gặp được cái thái cách tuyệt xứ phùng sinh rất là hay mà cái hay ở trên cái đó nó là về cái hạng đó cũng là cái hạng tam hợp thiên không giống như lúc đầu thì bây giờ tam hợp thiên không mà đi chung với tam hóa mà cái thế nhân hòa lại được tuyệt xứ phùng sinh này còn cái gì chê nữa cái lá số cô này rất là hay từ những cái đại vận bước đầu cuộc đời cho đến ngoài 54 cho đến 63 luôn toàn là những cái hạng rất là thú vị đây là một cái lá số mà chị với chú Lê Đức mà ngồi bàn mà ngồi cười khúc khích luôn là cô này hay lắm. À, em thấy rõ ràng đây là cái cái số của em là cái số may mắn <laughs> Ngay cả cái vấn đề Ví dụ như chị nói nói đùa như ngày hôm nay là bớt đề của em Em viết lên vài chữ mà hữu duyên chị đọc được Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ là có chú Lê Đức, có bạn Phi à, Có chị ngồi đây để mà gửi cho em một cái bài tử vi trong cái ngày bớt đề của em thì thấy rõ ràng đây là cái người số may mắn rồi số hên rồi đó ok rồi bây giờ chị trả lời qua hai câu hỏi thứ hai là về vấn đề em có học tử vi được không? đầu tiên là trả lời là có, nhưng mà ngoài cái vấn đề tử vi ra, chị thấy trong cái lá số của em em có một một cái em còn nghiên cứu thêm một cái gì nữa là ngoài tử vi ra nó là nó giống như là uh, huyền học tâm linh nhưng mà nó không phải tử vi đâu, nó giống như là um, cái kiểu như là một cái một cái bóng một người nào đó họ đi theo em, mà Thật ra cái người nào họ đi theo mình thôi chứ họ không có làm gì mình nha, tại vì trong cái lá số em có như vậy thì ở đây nói đúng là mình là cái người có cái duyên về huyền học nhưng mà không riêng ở tử vi tử vi chỉ là học được thôi nhưng mà thấy em còn có nghiên cứu một cái khác nữa ngoài tử vi ra có thể là nghiên cứu về một cái về vấn đề tâm linh khác à, nghĩa là em thờ một cái vị nào đó ví dụ như vậy là mình có một cái vía một cái bóng gì để theo mình thì ở đó là em em đi qua cái ngạch bên kia chứ không phải là riêng tử vi nếu mà nếu em hỏi tử vi không thì em vẫn học được ở đây nha rồi là cái số này là cái số gọi là làm sao buôn bán rất là tốt ừ, miệng nói như kẹo em mà làm thầy á, thì người ta bu lại người ta nghe em lý sự hay lắm à, nói đâu vào đó người ta thích mình lắm người ta đưa tiền hết cho mình là cũng cái tài duyên ăn nói của mình còn về vấn đề học huyền học tử vi thì chú lê đức cũng nói nói cô này đi học đi sẽ có tiến bộ ăn nói khéo léo sau này sẽ nổi tiếng <laughs> rồi rồi um, cuối cùng thì chúc cho em xem À, hôm nay bớt đề nhiều niềm vui nhiều cái hạnh phúc và những bước đường kế tiếp của em nhiều cái bình an những điều em mong muốn những cái gì mà em ước mơ em sớm sẽ thực hiện được chào em